nước ngập gần 5 tấc vô nhà luôn. Chìm trong ngập luôn, đó là vùng ven ngoại ô Sài Gòn, Bình Chánh. Anh dùng cái máy cứu quả nha, cứu quả công suất lớn. Một phút bơm được 1.000 lít là 1 mét khối đó. Xăng thì ít, rất ít thao nha, 1 tiếng hồi chở có 30 lít à. Ít thao xăng lắm. Cái này là hút chân không là con khỏi cần mồi á, cứ dày ra hút chân không à. Ống kia để. Ống kia để xuống chưa? Sài Gòn.